Em xin chào tất cả các anh cần thủ quay trở lại video hôm nay, video số 175 của kênh em. Và hôm nay là ngày 25 tháng 8 nha các anh. Và buổi sáng hôm nay thì em xin phép lên một lô máy cho mình. Thì hôm nay em có những con máy chuyên luôn như là Shimano Ultera nha các anh và một con Navi XT và những con máy cối nông Mobin Tịnh nha các anh. Thì hôm nay em về được 4 con. Size thì khoảng tầm từ là 4.000 cho tới tầm 5-6.000 cho mình. Và có những con máy carbon size lớn nha các anh, size lớn đây, thích hợp cho các anh câu biển, câu bạo lực hoặc mình săn hàng cá lớn đều rất hiệu quả nha các anh. Size từ 9 đến 10 nghìn. Và những con máy size nhỏ cho các anh câu ngâm, lăn xê, câu đơn đều được ạ. Và giá bên em báo là chưa bao gồm phí ship đối với mỗi đơn máy là 30 nghìn một đơn. Các anh đặt hàng thanh toán trước cho bên em hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên thì bên em sẽ hỗ trợ bao phí ship cho mình ạ. Và các anh đặt hàng vui lòng liên hệ số điện thoại em có ghim trên màn hình, hoặc là các bạn Zalo với em qua số điện thoại 0933 111 365 nha các anh. Và con máy đầu tiên, đây, máy Shimano dòng Tomorrow SS 500 nha các anh. 500 thì con này size thực khoảng tầm là 1.000, tầm 1.000 nha các anh. Size nhỏ cho các anh câu tôm, câu cá nhỏ ao hồ gần nhà. Và con này là hàng Korea xuất Nhật ạ. Thân máy là thân carbon, cối là cối mũ nha các anh. Một bình sóng, gạt cước tốt ạ, lăn cước sáng đẹp, ra dây êm mượt nha các anh. Và máy cước 2 vào được 70, cước 3 vào được 50, ratio là 3.8, tay quay thì mình đổi trái phải đều được. Và em mời các anh xem hoạt động, một chiều chốt chặn, hai chiều đây ạ, một chiều hai chiều hoạt động tốt nha các anh. Đây, nước sơn toàn thân màu đen, vẫn còn rất sáng đẹp, ngoại hình tầm 90% cho mình. Và con này có mã số 1 giá 220k, mã số 1 giá 220 ạ. Tiếp theo mã số 2, máy của hãng Olympic nha các anh. Con này dạng máy cổ, máy tay phải, không dùng được sang tay trái ạ. Con này dòng Spec V60 nha các anh. Và size thực thì khoảng tầm là 1.000, thích hợp các anh câu cá nhỏ giải trí, cá suối. Đây con máy này, nước sơn là màu xanh nha các anh, màu xanh, còn rất sáng bóng phần thân đây. Đây, còn rất sáng và đẹp nha các anh. Con này hàng nội địa Nhật ạ, Japan cho mình. Thì phần cối của nó thì nó có bị hơi bị rỉ một nhẹ một tí thôi. Này, các anh về có thể sơn lại thì rất đẹp nha các anh. Máy ngoại hình cũng còn tương đối, còn khá sáng. Thân và cối là hợp kim hết. Mobin là mobin sóng ạ. Gạt cước nhạy nha các anh, gạt cước nhạy, lăn cước thì vẫn còn sáng đẹp. Và hoạt động của máy, một chiều chốt chặn đầy đủ, hai chiều đây ạ. Đây, máy hoạt động vẫn còn tốt nha các anh, một chiều hai chiều êm mượt, máy khoảng Olympic ạ. Và con này có mã số 2, giá là 100k, mã số 2 nha các anh, giá 100 ạ. Tiếp theo mã số 3 là một con máy chuyên lua cho mình nha các anh. Con này là Shimano dòng Ultega XT1000, size thuộc máy khoảng tầm là 1.000 ạ. Con này là hàng nội địa Nhật nha các anh, Japan. Đây, Japan. Và thông số cước 1.5 vào được 130, cước 2 vào được 100, cước 3 vào được 65. Đây, những con máy này lưu rất là tuyệt nha các anh. Lưỡi gà kêu, mô bin sóng, gà cước rất nhạy ạ. Và lăn cước bên trong đây, sáng bóng nha các anh, ra dây êm mượt cho mình luôn. Và máy cũng sẵn dây cước. Đây, dây cước lưu nha các anh. Mời các anh xem, ngoại hình thì cũng còn tương đối, phần thân đây còn rất sáng nha các anh, sẽ xước nhẹ phần đít đây. Và hai bên má, tay quay thì cũng có một xíu thôi nha các anh, rất là nhỏ. Nắm tay quay là dạng cán gỗ. Và một chiều có thắng ABS nha các anh. Đây, thắng ABS đầy đủ. Máy chạy rất mượt nha các anh, rất mượt, rất nhẹ, hoạt động êm mượt cho mình. Hai chiều đây ạ. Con này câu lưu rất tuyệt nha các anh, Shimano Ultega. Và máy có mã số 3, giá là 650k, mã số 3 giá 650 ạ. Tiếp theo mã số 4, máy khoảng Daiwa nha các anh. Con này là dòng ST700B và size thực của máy khoảng tầm là 2.000. Con này size thực tầm 2.000, hàng Thái Lan xuất Nhật nha các anh. Này, Thái Lan xuất Nhật, thân carbon, cối là cối mũ, mô bin sóng ạ. Gạt cước đây, mời các anh xem, gạt cước vẫn còn hoạt động tốt nha các anh.
và lan cước bên trong còn sáng bóng cho mình luôn. Bên ngoài thì dính bụi thôi. Dính bụi thôi nha các anh, bên trong còn rất sáng. Và máy có thông số cước, cước 2 vào được 150, cước 3 vào được 100 và cước 4 vào được 70. Máy chạy bạc đại nha các anh. Này, chạy Bombardier Daiwa, hàng Thái Lan xuất Nhật ạ. Nước sơn toàn thân thì cũng còn tương đối nha các anh, còn tương đối. Hàng bãi không thể tránh khỏi xây xước được ạ. Này, tay quay thì mình đổ trái phải đều được. Và một chiều, chốt chặn đầy đủ nha các anh. Hoạt động thì êm mượt. Hai chiều đây ạ. Máy chạy tốt nha các anh, chạy rất êm. Và con này có mã số 4, giá 300k. Mã số 4 ạ, giá 300. Tiếp theo mã số 5 là một con máy đua chuột. Máy đua chuột dòng Challenger RC CR700 nha các anh. Và xe thực của máy khoảng tầm là 2.000. Con này là của hãng Olympic ạ, hàng nội địa Nhật cho mình. Nội địa Nhật nha các anh, Japan. Đây, ngoại hình máy sáng bóng luôn ạ. Đây, nước sơn toàn thân màu đen nha các anh. Ngoại hình còn rất tốt. Đây, mở các anh xem. Thân carbon, cối là cối mũ. Số 2 vào được 165, cước 3 vào được 110 nha các anh. Máy đua chuột. Mobin là mobin sóng. Gạt cước rất nhạy nha các anh, còn rất chắc chắn luôn. Và lăn cước đây sáng bóng. Ngoại hình máy còn tốt, trên 95% nha các anh. Đây, đua chuột, hoạt động tốt cho mình luôn. Siết côn nhanh hơn ạ. Và hoạt động của máy một chiều, có chốt chặn. Hai chiều đây ạ. Một chiều, hai chiều, êm mượt hết nha các anh. Con này có mã số 5, giá 320k. Mã số 5, giá 320 ạ. Tiếp theo mã số 6, Daiwa nha các anh, dòng Loncat Spoon. Con này là dòng GS700M. Thì size thực khoảng tầm là 3.000 nha các anh. Con này size thực khoảng tầm là 2.500 đến 3.000. Hàng Thái Lan xuất Nhật ạ. Thân máy là thân carbon, cối kim loại. Lưỡi gà kêu to, mô bin sóng nha các anh. Và gạt cước đây, cực kỳ nhạy ạ. Hoạt động còn tốt nha các anh, rất tốt. Lăn cước bên trong sáng bóng cho mình luôn. Ra dây cực kỳ êm mượt. Và thông số cước 2 vào được 200, cước 3 vào được 150 và cước 4 vào được 100 ạ. Đấy, máy sáng bóng nha các anh, ngoại hình rất tốt. Đây, ngoại hình tầm 85-90%. Và máy chạy hai bạc đạn. Nắm tay quay cán gỗ. Một chiều chốt chặn. Hoạt động cũng rất tốt nha các anh, êm mượt chân chu. Hai chiều đây. Tay quay thì mình đổ trái phải đều được. Và máy có mã số 6, giá 420k. Mã số 6 ạ, giá 420 nha các anh. Máy rất đẹp, sáng bóng. Tiếp theo, mã số 7. Con máy của hãng Ryobi nha các anh, dòng Carbon Max 2. Con này size thực khoảng tầm là 4.000. Đây, tầm 4 đến 5.000 nha các anh. Đây, mở các anh xem. Con này tầm 5.000, mình câu xong nha các anh, câu xong, câu ngầm lăng xê. Và hàng là nội địa Nhật, thân máy là thân carbon, cối là cối mũ. Mô bin sóng nha các anh, gạt cước rất nhạy. Lăng cước bên trong sáng đẹp, này, sáng bóng cho mình luôn, ra dây rất trơn tru nha các anh. Và thông số cước, cước 4 vào được 320, cước 5 vào được 250 và cước 6 vào được 200. Ratio của máy là 3.9 ạ. 3.9 nha các anh. Tay quay đổ trái phải. Một chiều chốt chặn. Hai chiều đây ạ. Máy hoạt động còn tốt nha các anh. Một chiều, hai chiều, êm mượt. Và máy có mã số 7, giá 350k. Mã số 7, giá 350 ạ. Tiếp theo mã số 8 nha các anh. Mã số 8. Con này là dòng Spotlight DGV Max 3.000. Size thực của máy khoảng tầm là 3.000 nha các anh. Con này 3.000, lùa lóc lùa chẽm rất ok ạ. Đây, bản China xuất Nhật nha các anh. Đây, tem China đầy đủ. Thân máy là thân carbon, cối là cối kim loại. Lưỡi gà kêu, mô bin sóng. Mô bin sóng nha các anh. Đây, máy full cước cho mình luôn. Cước Nhật nha các anh. Cước Nhật, cước xịn đây. Máy rất đẹp. Và thông số cước 4 vào được 150 nha các anh. Để mở các anh xem, ngoại hình còn rất tuyệt luôn ạ. Tầm 85-90% nha các anh. Đây, sáng bóng.
nước sơ màu đen. Đây, tay quay rất đẹp nha các anh. Đây, bọc mút cho mình cầm chắc tay, êm tay hơn. Gạt cước rất chắc chắn ạ, và còn rất nhạy nha các anh. Gạt cước to chắc chắn, lăng cước bên trong sáng đẹp. Đây, và mô bin là mô bin sóng. Em mời các anh xem hoạt động của máy. Một chiều có thắng ABS nha các anh. Thắng ABS đầy đủ. Tay quay mình đổi trái phải đều được. Hai chiều đây ạ. Hoạt động rất êm mượt nha các anh, không xào không lắc. Đây, không một tiếng kêu luôn. Đây, máy chạy rất là tốt. Và máy có mã số 8, giá là 450k. Mã số 8 nha các anh, giá 450 ạ. Tiếp theo mã số 9. Daiwa dòng ST1000B nha các anh. Và size thực của máy khoảng tầm là 5000. Hàng nội địa Nhật ạ, Japan. Thân máy là thân carbon, cối là cối mũ nha các anh. Mô bin sóng, gạt cước rất nhạy nha các anh. Gạt cước còn tốt và lăn cước bên trong sáng đẹp. Đây, máy sẵn dây dù cho mình nha các anh. Đây, full dây dù luôn. Dây dù này cũng khoảng tầm là dây dù số 2, 1.5 đến số 2 nha các anh. Rất đầy. Để mở các anh xem. Cước 4 vào được 250. Máy của hãng Daiwa, máy chạy bạc đại nha các anh. Sai thích hợp cho các anh câu ngâm lan xê. Mình câu xong. Hai chiều thì nó hơi cứng một tí, chưa thêm dầu mỡ nha các anh. Này, máy hơi kêu, chưa thêm dầu mỡ nên là nó hơi khô một tí nha các anh. Khô dầu khô mỡ thôi. Này, một chiều hai chiều hoạt động tốt hết ạ. Và máy có mã số 9, giá là 400k. Mã số 9 nha các anh, giá 400 ạ. Này, dây dù rất đầy nha các anh. Và tiếp theo mã số 10, một con máy đua chuột. Đây, mời các anh xem máy đua chuột, máy của hãng Daiwa, dòng Tournament S nha các anh, 2500, 2050. Và size thực của máy, size thực khoảng tầm là 2000 nha các anh. Đây, size thực tầm 2000, hàng nội địa Nhật ạ, Japan. Thân máy carbon, cối là cối kim loại. Mô bin sóng nha các anh. Đây, mời các anh xem. Mô bin sóng, gạt cước rất nhạy ạ, còn rất nhạy luôn nha các anh. Lăng cước bên trong đây, sáng bóng. Cước số 2 vào được 150 nha các anh. Và cước số 3 vào được 100. Tay quay mình đổi trái phải đều được ạ. Đây, một chiều, có thắng ABS nha các anh. Máy chạy rất êm mượt. Thì nhược điểm là cái phần nắm tay quay, nó bị rớt miếng ốp cao su nha các anh. Mình về mình thêm vào. Đây, và đuôi chuột hoạt động rất tốt nha các anh. Xuyết côn nhanh hơn, tay quay đổi trái phải đều được. Và máy có mã số 10, giá là 550k. Mã số 10 nha các anh, giá 550 ạ. Đây, máy đua chuột của hãng Daiwa. Tiếp theo, mã 11, một con máy đua chuột của hãng Shimano nha các anh. Con này là dòng custom EX1000, size thực khoảng tầm là 1005. Hàng nội địa Nhật ạ, Japan. Thân máy hợp kim nha các anh, và cối là cối carbon. Đây, mô bin sóng, gạt cước rất nhạy, lăn cước sáng bóng nha các anh. Lăn cước đây, như mới cho mình luôn. Và tay quay thì mình đổi trái phải đều được. Máy có radio là 5.2 nha các anh, radio 5.2. Và máy chạy 2 bombering, chạy 2 bạc đạn ạ. Đây, mở các anh xem, đua chuột còn hoạt động bình thường nha các anh. Đây, mô bin sóng, gạt cước tốt. Máy chạy 2 bạc đạn. Thông số cước 1.5 vào được 150, cước 2 vào được 95. Một chiều có đầy đủ chốt chặn nha các anh. Hoạt động máy vẫn còn tốt, tình trạng là hơi khô dầu mỡ thôi. Đây, khô dầu mỡ nha các anh. Máy hoạt động thì vẫn còn rất tốt, nắm tay quay cán gỗ rất đẹp nha các anh. Máy đua chuột của hãng Shimano. Và con này có mã số 11, giá là 250k. Mã số 11 giá 250 ạ. Tiếp theo mã số 12. Cái này là của hãng Alpha Tucker nha các anh, dòng Avenger FX3000. Size thực của máy khoảng tầm là 2000 nha các anh. Con này size thực tầm 2000. Hàng China xuất Nhật ạ. Thân máy thân carbon, cối là cối kim loại. Lưỡi gà kêu to. Mô bin sóng nha các anh. Đây, mô bin sóng. Gạt cước rất nhạy ạ.
lăn cướp bên trong. Sáng nha các anh, sáng đẹp, nó bị dính bụi thôi. Và thông số cước 1.5 vào được 220, cước 2 vào được 160. Ratio của máy là 5 chấm nha các anh, ratio cao, thích hợp cho các anh câu lưu ạ. Đây, máy chạy một bạc đạn, một chiều chốt chặn, êm mượt nha các anh, rất êm mượt, hai chiều đây, cực kỳ nhẹ ạ. Con này có mã số 12, giá 220k, mã số 12 nha các anh, giá 220 ạ. Và tiếp theo, mã số 13, con này là của hãng Suta, dòng Loncat MT30, xe thuộc của máy. Xe thuộc của máy khoảng tầm 2.000 năm nha các anh, 2.500. Con này hàng Korea xuất Nhật ạ, thân là thân carbon, cố mũ, màu biển sóng, gạt cước tốt, làn cước sáng đẹp nha các anh. Con này nước sơn màu đen toàn thân, ngoại hình còn rất tốt ạ, khoảng tầm 85-90% đây nha các anh. Máy rất đẹp. Và cước số 2 vào được 200, cước số 3 vào được 130. Tay quay đổ trái phải đều được, một chiều, chốt chặn đầy đủ nha các anh. Hai chiều đây ạ. Máy hoạt động còn rất tốt, êm mượt cho mình. Và con này có mã số 13, giá là 220k. Mã số 13 nha các anh, giá 220 ạ. Tiếp theo mã số 14. Con này là dòng Sabat 3.000 năm nha các anh. Và size thực của máy thì khoảng tầm là 4.000. Con này thích hợp cho các anh câu ngâm lăng xê. Này, hàng China xuất Nhật nha các anh. Bản China xuất Nhật, máy khoảng đa qua. Và thông số cước 4 vào được 200, cước 5 vào được 150 ạ. Máy chạy một bạc đạn nha các anh, lưỡi gà kêu to, mô bin sóng, phun cước cho mình luôn nha các anh, rất tiện, mình về đi câu liền. Gà cước tốt, làn cước sáng bóng, nước sơn màu đen nha các anh, phần cối là màu đỏ. Và tay quay đổ trái phải đều được, một chiều thắng, một chiều chốt chặn nha các anh. Này, một chiều, cái tiếng kêu của nó có tiếng kêu nha các anh. Và hai chiều đây, hai chiều sẽ không có tiếng kêu. Máy chạy rất là êm mượt nha các anh, rất nhẹ. Và con này có mã số 14, giá 250k. Mã số 14, giá 250 ạ. Tiếp theo mã số 15, Ryobi nha các anh, dòng carbon Mark 2. Con này sẽ thuộc khoảng tầm là 5.000, hàng nội địa Nhật ạ, Japan. Thân máy carbon, cối là cối mũ. Đây, mô bin sóng nha các anh, gạt cước rất nhạy. Và lăn cước bên trong sáng bóng cho mình luôn. Này, ra dày cực kỳ êm mượt. Và máy có thông số ratio là 3.9, cước 4 vào được 320, cước 5 vào được 250 và cước 6 vào được 200 ạ. Nước sơn là màu đen nha các anh, tay quay đổ trái phải đều được, ngoại hình cũng còn tương đối tốt, không xây xước gì nhiều ạ. Đây, ngoại hình còn rất đẹp nha các anh, máy của hãng Ryobi. Và một chiều có chốt chặn, hai chiều đây nha các anh, một chiều, hai chiều, êm mượt hết cho mình. Và máy có mã số 15, giá là 450k. Mã 15, giá 450 nha các anh, máy của hãng Ryobi ạ. Tiếp theo mã số 16, đây mời các anh xem, Ryobi dòng RX20. Xe thuộc của máy khoảng tầm 5-6.000 nha các anh, 5-6.000. Đây mời các anh xem thông số cước mắt, cước 5 vào được 320, cước 6 vào được 260 và cước 7 vào được 220. Ratio của máy là 4.4 nha các anh. Đây, mời các anh xem ạ. Hàng nội địa Nhật, Japan, thân hợp kim, cối là cối hợp kim. Mô bin sóng nha các anh, gạt cước rất nhạy. Đây, rất chắc chắn luôn. Và lăn cước bên trong sáng đẹp ạ. Đây, những con máy này thì rất bạo lực nha các anh, rất khỏe. Tay quay đổ trái phải đều được. Và nhược điểm thì bị rơi mất tay một bên thôi nha các anh, xây xước li ti không đáng kể ạ. Đây, mời các anh xem hoạt động, một chiều chốt chặn, máy hoạt động êm mượt nha các anh, rất khỏe. Hai chiều đây ạ. Đây, một chiều, hai chiều, hoạt động tốt hết cho mình. Và máy có mã số 16, giá 350k. Mã 16 nha các anh, giá 350 ạ. Tiếp theo mã số 17, Navi XT, dòng 2.000 nha các anh. Đây,
Navita 2000, máy của hãng Shimano. Con này là bản Malaysia xuất Nhật ạ. Thân carbon, cối là cối kim loại nha các anh. Lưỡi gà kêu, màu pin sóng. Gạt cước của máy rất là nhạy. Và lăn cước đây mời các anh xem, sáng bóng nha các anh. Sáng bóng cho mình luôn. Đây, con máy này thì chuyên lua nha các anh. Này, máy chạy 4 bạc đạn, hỗ trợ mình tải cá tốt hơn ạ. Và thông số cước 2 vào được 200. Em xin lỗi, cước 2 vào được 150, cước 3 vào được 100 và cước 4 vào được 70 nha các anh. Lưỡi gà kêu, màu pin sóng. Máy rất đẹp, ngoại hình không sai xước gì nhiều nha các anh. Vết xước li ti theo 5 tháng thôi. Và nắm tay quay cán gỗ. Một chiều thắng ABS đầy đủ ạ. Máy chạy rất êm mượt nha các anh, cực kỳ nhẹ. Này, không sao, không lắc, không tiếng kêu cho mình luôn. Hai chiều đây ạ. Máy hoạt động vẫn còn rất là tốt nha các anh. Này, máy hoạt động tốt, ngoại hình cũng còn tương đối đẹp. Và máy có mã số 17, giá là 450k. Mã số 17 nha các anh, giá 450 ạ. Tiếp theo mã số 18, máy của hãng Olympic dòng Letgo 400 nha các anh. Và con này size thuộc khoảng tầm là 6-7.000. Đây, 6-7.000, các anh đánh lục hoặc mình câu bạc bãi, câu biển thoải mái ạ. Và máy chạy 2 bạc đậy nha các anh. Thân là thân hợp kim, cối là cối hợp kim luôn ạ. Một pin sóng. Gạt cước rất chắc chắn nha các anh. Còn rất nhạy, rất chắc chắn. Và lăn cước bên trong đây, sáng bóng cho mình luôn. Tay quay đổi trái phải đều được nha các anh. Nước sơn ở phần thân thì cũng còn tương đối đẹp. Xay xước nhẹ phần cối thôi nha các anh. Mình về có thể sơn lại. Đây, máy nhôm thì cũng rất dễ sơn. Một chiều chốt chặn cho mình. Máy rất bạo lực nha các anh, rất khỏe. Và hai chiều đây ạ. Đây, máy chạy rất tốt nha các anh. Hoạt động tốt, êm mượt. Và con này có mã số là 18, giá 400k. Mã số 18, giá 400 ạ. Tiếp theo, mã số 19 nha các anh. Daiwai dòng Spotlight MG3000. Và size thực của máy khoảng tầm là 6.000. Con này tầm 6.000 nha các anh. Đây, mời các anh xem. Thân hợp kim, cối hợp kim. Màu pin là màu pin sóng. Này, màu pin sóng. Gạt cước tốt, rất nhạy nha các anh. Và lăn cước bên trong thì còn sáng bóng cho mình luôn ạ. Và máy có thông số cước 3 vào mát được 580, cước 4 vào được 400 và cước 5 vào được 320. 320 nha các anh, máy khoảng đa qua. Sẵn dây cước, full cước luôn nha các anh. Full cước luôn, rất đầy. Đây, ngoại hình cũng còn tương đối nha các anh. Xay xước theo 5 tháng thôi. Và mất nắp chụp con ốc này không ảnh hưởng đến hoạt động của máy nha các anh. Hoạt động vẫn còn tốt. Một chiều chốt chặn. Hai chiều đây ạ. Đây, máy êm mượt nha các anh. Và máy có mã số là 19, giá 370k. Mã số 19, giá 370k ạ. Máy khoảng đai qua. Tiếp theo, mã số 20. Một con máy cối nâu mô bin tịnh nha các anh. Mô bin tịnh, mô bin chết. Không sẽ không để cá kéo nha các anh. Này, đóng cá là giật cá lên luôn. Con này là của hãng Shimano, dòng GT5000. Size thực của máy khoảng tầm 5.000 ạ. Hàng nội địa Nhật nha các anh, Japan. Thân máy là thân carbon, cối là cối mũ. Mô pin tịnh ạ. Không xoay được nha các anh. Và gạt cước đây, rất là nhạy nha các anh. Còn rất chắc chắn luôn. Lăn cước bên trong thì nó có bị dính bụi nhẹ. Dính bụi thôi nha các anh. Đây, mình về vệ sinh bảo dưỡng máy giúp em. Và ratio của máy là 3.8. Ratio 3.8 ạ. Máy không ghi thông số cước nha các anh. Không có ghi thông số cước. Hoặc là nó bị mờ. Đây, mời các anh xem. Máy chạy bạc đạn. Tay quay thì có bị nổ sơn nhẹ nha các anh. Ngoại hình máy tổng quan thì vẫn còn tốt. Vẫn còn được tầm 80% nha các anh. Và một chiều có chốt chặn. Hai chiều đây ạ. Một chiều, hai chiều, êm mượt hết nha các anh. Hoạt động rất tốt. Máy có mã số 20, giá là 450k. Mã số 20, giá 450 ạ. Tiếp theo mã số 21 nha các anh. Máy khoảng đai qua.
Con này dòng lon carbon 3000, ST3000. Và size thực của máy khoảng tầm là 6000 nha các anh. Con này 6000, thích hợp cho các anh câu lục hoặc mình câu biển đều được. Và máy là hàng Korea xuất Nhật nha các anh. Thân carbon, cối là cối mũ ạ. Mô bin sóng, gạt cước còn tốt nha các anh. Còn tốt, lăn cước bên trong sáng đẹp. Chóc nước sơn thôi, chóc nước sơn nhẹ thôi nha các anh. Và máy có thông số cước 5 vào được 200. Xin lỗi, cước 5 vào được 230, cước 7 vào được 200 và cước 8 vào được 160 ạ. Size thực khoảng tầm 5000 đến 6000 nha các anh. Hoạt động một chiều có chốt chặn. Hai chiều đây ạ. Hoạt động vẫn còn êm mượt nha các anh. Đây, một chiều hoạt động rất tốt. Và máy chạy bạc đạn. Máy có mã số 21, giá 500k. Mã 21 nha các anh, giá 500 ạ. Tiếp theo mã số 22 là một con máy cối nông, máy của hãng Daiwa. Con này là dòng ST30H nha các anh và size thực khoảng tầm là 5000. Tầm 5000. Hàng nội địa Nhật ạ, Japan, thân máy carbon, cối là cối mũ. Con này mô bin tịnh nha các anh. Mô bin tịnh. Lại không cho cái chạy. Gạt cước rất nhạy. Còn rất chắc chắn nha các anh. Và lăn cước bên trong còn sáng đẹp luôn ạ. Và máy có thông số cước 5 vào được 200, cước 8 vào được 160. Để mở các anh xem. Máy khoảng đai qua. Chạy bạc đạn nha các anh, chạy bombering. Và nhược điểm thì bị rơi mất tem một bên thôi. Này, nhược điểm rơi tem một bên thôi nha các anh. Máy hoạt động vẫn còn tốt. Một chiều chốt chặn. Hai chiều đây ạ. Cối nông mô bin tịnh nha các anh. Và con này có mã số 22, giá là 450k. Mã số 22 nha các anh, giá 450 ạ. Tiếp theo, mã số 23. Đây, máy của hãng Ryobi. Con này dòng Sinos XS 3500ZM nha các anh. Đây, 3500. Thì sơ thuật của máy khoảng tầm là 5000. Đây, con này tầm 5000. Cho các anh cầu ngâm lăng xê, mình đánh lục đầu cần. Này, Ryobi nha các anh. Hàng nội địa Nhật, Japan. Thân máy carbon, cối là cối mũ. Mô bin sóng, gạt cước rất nhạy nha các anh. Và lan cước đây, bên trong còn sáng đẹp luôn ạ. Xây xước nước sơn thôi. Ratio của máy là 4.4 và máy chạy bạc đạn nha các anh. Máy chạy bạc đạn. Đây mời các anh xem. Nước sơn thì xây xước theo 5 tháng thôi ạ. Tay quay mình đổ trái phải đều được nha các anh. Này. Gạt cước lan cước còn sáng đẹp và hoạt động tốt hết. Một chiều có chốt chặn một chiều. Đây, máy chạy rất tốt nha các anh, không xào không lắc. Dành cho các anh mà không thích tiếng ồn, không thích tiếng kêu. Hai chiều đây ạ. Đây, máy hoạt động còn rất tốt nha các anh. Và con này có mã số 23, giá 500k. Mã số 23 ạ, giá 500 nha các anh. Máy của hãng Ryobi. Đây, rất đẹp ạ. Tiếp theo mã số 24 nha các anh. Một con máy cối nông, con này là của hãng Daiwa, dòng lon carbon. Đây, lon carbon nha các anh. Ratio của máy cao 5.1. Con này size thực khoảng tầm là 5000. Tầm 5000 nha các anh, cước 5 vào được 200 và cước 6 vào được 160. Nước sơn toàn thân của máy cũng còn khá sáng nha các anh. Nước sơn dạng màu xám. Màu xám cho mình, cối nông mô bin tịnh. Gạt cước còn rất tốt nha các anh. Hoạt động tốt, nhạy. Và lăn cước bên trong sáng đẹp. Này, lăn cước còn sáng đẹp cho mình. Và hoạt động của máy một chiều, chốt chặn. Hai chiều đây ạ. Ratio 5.1 nha các anh. Ratio tương đối cao ạ. Một chiều, hai chiều hoạt động tốt hết cho mình. Và máy có mã số 24, giá là 550k. Mã số 24 nha các anh, giá 550 ạ. Đây, máy cối nông, mô bin tịnh. Tiếp theo, mã số 25. Đây, một con máy size lớn nha các anh. Size lớn thích hợp cho các anh câu biển, câu bạo lực hoặc mình săn hàng cá lớn rất hiệu quả ạ.
Và con này của hãng Daiwa nhà canh, dòng Long Carbon ST 5000, size thuộc của máy khoảng tầm là 10.000, tầm 10.000 nha canh, hàng Thái Lan xuất Nhật, thân máy carbon, cối là cối mũ ạ. Để mở canh xem. Mô bin sóng, gạt cước còn rất nhạy, rất tốt. Đăng cước sáng bóng nha canh. Này, rất sáng luôn như hàng lướt cho mình. Và thông số cước, cước 7 vào được 300, cước 8 vào được 250 và cước 10 vào được 200 nha canh. Để mở canh xem, phần cối xe xước nước sơn nhẹ. Phần thân thì cũng còn tương đối đẹp nha canh. Thân máy rất đẹp. Tay quay đổi trái phải đều được. Và máy chạy bạc đạn, chạy bomberin. Đây, máy của hãng Daiwa nha canh. Một chiều chốt chặn. Đây rất nhẹ và êm mượt nha canh. Máy hoạt động còn rất lốt. Rất là tốt luôn ạ. Và hai chiều đây. Một chiều, hai chiều, hoạt động tốt hết nha canh. Mô bin sóng. Con này có mã số 25, giá là 800k. Mã số 25 nha canh, giá 800 ạ. Xe thuộc máy là 10.000. Tiếp theo mã số 26. Con này là dòng Mekalai nha canh. Mekalai, xe thực khoảng tầm 4.000 ạ. Để mở canh xem. Thân máy thân hợp kim, cố là cố mũ nha canh. Và thông số mát cúc 3. Cước 2 vào được 300, cước 3 vào được 250 và cước 4 vào được 200. Con này hàng nội địa Nhật nha canh, máy khoảng Shimano ạ. Và ratio của máy là 5.25, máy chạy 2 bạc đạn. Mô bin là mô bin sóng, gạt cước còn nhảy nha canh. Lăn cước sáng đẹp, ra dây trơn tru cho mình. Đây máy khoảng Shimano, tay quay đổi trái phải đều được. Và một chiều có chốt chặn. Máy chạy còn rất tốt nha canh. Một chiều sẽ có tiếng kêu. Và hai chiều đây ạ. Này, một chiều, hai chiều êm mượt hết cho mình. Con này có mã số là 26, giá 230k. Mã số 26 nha canh, giá là 230k ạ. Tiếp theo mã số 27. Ryobi dòng Sinos SS 3800ZM nha canh. Và con này thì size thực khoảng tầm là 6-7.000. Đây, tầm 6-7.000 nha canh. Mình câu đa dạng. Con này hàng nội địa Nhật ạ, Japan. Thân máy là thân carbon, cối là cối mũ nha canh. Đây mở canh xem, mô bin sóng, gạt cước còn rất nhạy và lăn cước bên trong sáng đẹp cho mình luôn. Máy có thông số cước 5 vào được 250, cước 6 vào được 200 và cước 7 vào được 170 nha canh. Đây mở canh xem ạ. Ngoại hình thì cũng còn tương đối nha canh, còn tương đối sáng. Chạy bạc đạn và ratio là 4.1. Hoạt động một chiều, chốt chặn đầy đủ. Này, máy chạy còn rất tốt nha canh. Hoạt động êm mượt. Hai chiều đây ạ. Này, một chiều, hai chiều. Hoạt động tốt hết cho mình. Và con này có mã số là 27, giá 750k. Máy mã số 27 nha canh, giá 750k ạ. Tiếp theo mã số 28 nha canh. Có máy cối nông, cối nông mô bin tĩnh. Con này của hãng Daiwa, dòng PowerCat nha canh. PowerCat 30T. Và size thực của máy khoảng tầm là 5.000. Con này hàng nội địa Nhật. Ngoại hình nước sơn còn tương đối tốt nha canh, còn rất sáng. Này, xe xước nhẹ phần đít thôi, do để máy nha canh. Và máy chạy 3 bomberin, chạy 3 bạc đạn. Này, nước sơn màu bạc, bạc toàn thân nha canh. Và cũng sẵn cước cho mình luôn. Thân máy là thân carbon và cối là cối mũ nha canh. Để mở canh xem, ratio 5.1, cước 5 vào được 200, cước 6 vào được 160. Gạt cước rất nhạy nha canh. Rất nhạy. Đây, máy đai qua. Và lăn cước bên trong đây, sáng bóng như mới nha canh. Còn rất sáng, rất đẹp. Hoạt động một chiều, chốt chặn. Máy hoạt động êm mượt nha canh. Và hai chiều đây ạ. Một chiều, hai chiều hoạt động tốt hết ạ. Con này có mã số 28, giá là 600k. Mã 28 nha canh, giá 600 ạ. Máy cối nông, máy của hãng Daiwa. Và cuối cùng mã số 29, máy của hãng Ryobi nha canh. Con này dòng carbon win 4.000, size thuộc của máy khoảng tầm là 8-9.000. Con này size lớn, các anh đánh biển câu bạo lực, và mình
sang Hàn đều được nha các anh. Con này hàng nội địa Nhật ạ. Da ban, thân máy carbon và cối là cối mũ. Mô bin sóng nha các anh. Mô bin sóng, gạt cước tốt. Lăn cước bên trong sáng đẹp. Và máy có thông số là cước 5 vào được 290, cước 6 vào được 280 và cước 7 vào được 200. Ratio của máy là 5.3 nha các anh. Em xin lỗi là 4.3. Đây, ratio 4.3. Đây, máy còn tương đối đẹp nha các anh. Nước sơn màu phần thân là màu xám. Đây, máy cũng còn rất là đẹp ạ. Gạt cước, lăn cước sáng bóng cho mình. Hàng nội địa Nhật nha các anh, Japan. Và một chiều, chốt chặn đầy đủ. Đây, rất bạo lực nha các anh, rất khỏe. Hai chiều. Hai chiều thì sẽ không có tiếng kêu. Và con này có mã số là 29, giá máy là 420k. Mã 29, giá 420 ạ. Để mở các anh xem. Ngoại hình còn rất tốt nha các anh. Và em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em. Thấy hay thì ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Và cũng đừng quên bật chuông để không bỏ lỡ video mới em sẽ ra trong chiều nay nha các anh. Chiều nay em sẽ lên tiếp tục cho mình một lô cần. Em chúc các anh đi câu rực rỡ ạ.